Hi, chào các bạn, quay lại với channel của mình. Ok, bây giờ tiếp tục với Monster Adventure. Ok, bây giờ mình... What the hell, cái gì vậy? Cái gì nó diễn ra ở đây vậy? Hết hồn đi, cái bang giật của mình. Mình sẽ đi với con nhỏ này. Mình sẽ đi giúp đỡ nó một cái gì đó. Nó đang khóc cho mình phải giúp đỡ nó à. What the fuck, cái gì đây? Kudea. Kudea gì đó, Kudea này level 5 à. What? Con này, con Gistro này của mình level 6 rồi, cũng level 16 rồi, cũng phải ác đi. Ngon. Sao, gì nó đi rồi? Ryan University Roster, go to look. Mình phải giúp đỡ con nhỏ này, nó làm cái gì đó. Ủa vậy là xong rồi, mình chỉ cần quýnh thắng nó thôi đó. Mình chắc là mình phải đi theo nó để dạo dỗ cho nó. Mà nó đâu rồi? Cái con nó đâu rồi? Lotte City, Lotte City, cái city này là city gì vậy? Là Sule City đúng không? Thì mình phải đi tới cái Lotte City. Lotte City thì nó... chắc là Lotte là cái chỗ mà bán gà gì đúng không? Gà rán của Gogo. Gogo nhỏ này có một con thôi. Wow, con này level 15 nha. Bây giờ bắt đầu quái, bắt đầu mạnh hơn rồi đó. Nó không phải bình thường đâu. Nó sẽ xài cái skill này để hút máu. Đã. Đâu? Trời, đâu vậy? Storm Blow là gọi là bão hoa. Mày sao mày? Đâu? Trời, đâu dữ vậy? Chết nè con trai à. Ồ. Tưởng gì? Ok, mình đánh nó qua được cái ripple. Còn cái bình chắc là mình tăng skill cho cái con của mình. Ở đây rồi, mình qua khỏi chỗ đó rồi. Sợ là nhất cái gì? À, đây dướng lại mấy cái này. Tốt chết rồi. Mới nói xong là dướng lại thiệt luôn. Tipsy này, con này có rồi mà. Hút máu lại. Ui, lên được 6 máu, 6 giọt. Trời, bị nó quýnh là 8 giọt. Lẩu mẹ nó rồi. Chắc là mình phải đổi con thôi. Không cần đổi đâu. Không cần đổi đâu. Cái này luôn. Chết, trời, không chết kìa. À, đau quá. Máu là chết rồi nè. Bút là có 6 giọt mà bị nó quýnh hết 8 giọt là lỗ mỡ nữa nè. Mình phải vô đây mình để mình thay đổi cái con monster của mình. Ồ, một cái trái apple. Ui, trái gì nữa kìa. Ok. Trái cây này là để sử dụng để cho mấy con này nó ăn á. Cho mấy con nó ăn. Mình có thể dùng cho nó ăn đỡ không? Cái gì ta? Rồi. Con này mình sẽ nhấp vào đây xong rồi mình feed nó một trái apple. Ồ, nó đang happy thấy không? Đó, nó sẽ vui vẻ. Mấy cái con nó phải cần tiến hóa, nó sẽ có cái lượng, một số con nó bắt buộc phải nó đang ở trong trạng thái hạnh phúc đó, nó mới tiến hóa được. Thì cho nên là mình cũng đang cái gì đây, cái này là cái gì vậy? Wow, cái con này ghê vậy. Connected Tunnel. Cái chỗ này là chỗ gì vậy ta? À, cái đó giống như là cái trạm trung chuyển vậy phải không? Trời, con nó nhìn, à đây rồi, Lotte City đây rồi. À, Lotte City là có thấy vừa vô bước ra thấy cái food. Ờ, à, xin mời mình bấm đi vô luôn rồi. À, mình không cần food đó. Mình sẽ đi kiếm cái con nhỏ kia. Little boy,
ủa cái gì nó đổi thành là Boy rồi. À, Slotte Stadium. Stadium ở đây là rồi, phải hồi máu cho cái con của mình cái đã. Ok, full máu rồi. Stadium là ở đâu vậy? Để mình đi kiếm cái stadium mùa để có dòng sông nhìn thơ mộng nha. Cái này là school. Stadium là ở đây. Cái này là food rồi. Cafe. Building. Monster. Stadium. Cái này là cái nhà hàng. Có cái nĩa với cái dao là cái nhà hàng. School. Stadium ở đây, dưới đây nha. Cái này là gì? Đây là house rồi. Villa, cậu villa luôn chứ phải house nha. House là bình thường. Villa. Này là house nè. Màu dài, mình làm sao đây? Mình đi kiếm cái stadium ở chỗ nào đây? Dưới đây là biển rồi. Thì hỏi cảnh sát được không? Cảnh sát có thể, cô cảnh sát có thể chỉ em cái stadium chỗ nào không? Em kiếm nãy giờ không thấy. Và thôi rồi. Đi lên đó. Trên này đi ra luôn rồi. Đi trên mấy cái trục đường chính này thì chắc là có thể tìm được. Không có luôn, hôm nay xuống biển luôn rồi. Khó quá, làm sao đây? Để cho nó dạ, nữa lại kêu nữa cái gì vậy ta? Chuyện gì vậy ta? Để school luôn. Đúng vậy, Lotte City School. À đây rồi. À mình thấy cái gì bên kia rồi. À đây rồi. Nãy đi quen đâu đây không thấy ta. À dạ, nó đứng ở ngoài kìa, đi vô làm gì ba? Bắt đầu xong nhiệm vụ tìm mấy đứa trẻ rồi giờ mình đã có thể đi đến school đúng không? Đi đến trường học. Đây rồi, đâm vào A B C D luôn, đang dạy chữ này chắc là trường tiểu học rồi. What? Notify the mean around. À nó around cái trường học chứ không phải ở trong trường học. Được, mình sẽ đi kiếm ở xung quanh trường học. Cherry, giờ mình phải kiếm thằng Billy. À, cái con Billy. What the fuck, này là hoodie mà. À, muốn nhau trong thành phố đúng không ạ? Ghê đấy. Sao mấy con này nó chỉ có một thôi một. Một cái đó không được. À, trời ơi, con này ghê nè. À, chết rồi, mình sử dụng hệ quả với lại cái con hệ thủy là bị gọi là bị khắc chế rồi. Rồi, càng đấy. Sẽ thay đổi con bé cái. Thay đổi con là lấy hệ cây ra trị hệ nước vậy. À nó bút cho bà phòng thủ cho nó kìa. À, hút máu mày nè. Trời đau nha. Ôi nó bút cũng đau rồi. Đau quá. Gục nha. Ok. Giờ mình phải đi tìm dẫn Stale Story to Billy. Kể lại câu chuyện với Billy. Billy ở đâu? Billy ở đâu để kể câu chuyện này? Hình như là trong trường học không có ai cả. Trường học bữa nay chắc là chủ nhật cho nên là không ai đi học cả. Trường học giống hoe, mấy em trốn học hết rồi, căng quá. Stale to Billy, Billy chắc là cái thằng hồi nãy đứng ở đằng kia. Mình sẽ đi ra đằng kia một kiếm. Rồi, đi qua chỗ này, đúng dài, nó vẫn còn đứng ở chỗ này. Go find Racy around the restaurant. À, restaurant là trên kia đúng không? Restaurant
Let's see. Vụ file là gì? Có cái à, có cái này. Nhận thêm được 10 kim cương nữa. Ok, mình sắp được 50 kim cương rồi. Move the final stadium. Stadium. Sensor. À, stadium là cái chỗ nãy gì đúng không? Cái chỗ thành dưới đây nè. Move final window in the stadium là nó nằm ở trong luôn. Nó ở trong. Ok, mình sẽ đi. Ok. Đây rồi. Trong đây stadium là có cái bóng rổ gì thôi đó hả? Không có gì khác không? Go find the mentor center. Trời sao lúc kia mình đi tìm nhiều người vậy? Chứ game mình đi tìm người không? Chứ game đi tìm người hả? Đi tìm người nãy giờ luôn chưa xong nè. Mentor center là ở đây nè. Ok. Sẵn tiện nãy cũng mất hết miếng máu bơm luôn. Ok. Rồi giờ nó bắt đi từ qua school tìm con gì nữa nè. Đua. Con đua này nghe kinh nha. Cái tên lạ nha. Đua. In the school. Giờ nó nằm ở trong trường học luôn. Đây là được chính xác rồi. Đua đây rồi. À giờ phải report cho Rizay. Rizay là cái con cảnh sát đúng không? À, như vậy cảnh sát hãy đứng dưới đây nè. Đúng vậy. Trời, chỉ nhớ tốt quá thôi. Hay quá. Go to fire ray. Tích. À. Tắt cho ticket to Monica in the expanse of Lotte City. Chết màu thì phải đi tìm con Monica. Giờ làm sao tìm được con Monica đây? Ở đây nó có cái nhà gì trên đây nè. Đó, à, cái ngọn hải đăng. Thì ra là nó là cái ngọn hải đăng. Làm sao để kiếm cái con Monica này đây nhỉ? Extended Lotte City. À nhớ. Extend a Lotte City nè, chắc là cái chỗ mà trung chuyển quá. À đây, chính xác rồi. Find the water stream master Milena in the cake building. Vậy là mình phải cái cake building ở cái nhà phải không? Tòa nhà gì kiếm cái tòa nhà là được. Water gym mình phải tìm ở cái water gym là ở đâu vậy? Rock House, Grand Village, Valen Villa. What find the water gym là tìm cái phòng tập ở dưới nước. Chưa. Đi ra đây mình tìm đúng không? À không có cái gì cả. Tốt nhất là bạn phải có một cái con monster biết bơi mới được. Để mình phải đi dưới nước cho nó dễ dàng đúng không? Con... Bây giờ làm sao để tìm nó ra để mình dừng lại một chút để mình tìm nó cái đã. À đây rồi. K building là cái chỗ mà bán pizza được. Cái tòa nhà này nè. K building là cái tòa nhà này. Đây rồi, food cake building nó nằm ngay chỗ này luôn rồi, lại nãy không thấy. Ok tiếp tục luôn. Dụ rồi, có nhiều điểm nghiệm quá. Kinh nghiệm đó bạn có thể truyền cho một cái con monster của bạn. Mastery Shrunner in the Milena in the Watership Challenge. À, mình giờ mình phải có một cái thách thức là mình phải đánh thắng những cái thằng ở trong cái... giờ lỡ mình up cái này lên chứ gì.
Ôi, gấp 70 nha. Ok. Trời, level 29 luôn à. Ghê. Trời, cái gì đây? Wow. Cái này lửa, lửa, lửa. Cái này đi. Rồi. Vậy là còn lâu mới lên được level 36 á. Không đùa, không dễ đâu, không dễ lên đâu. Mình có thể đi xuống đây mình kiếm ba cái thằng này đúng không? Free trainer. Cái ngày cái gì? Ủa, không phải cái ngày. Làm sao để kiếm mấy cái thằng này để mình chiến thắng nó ta? Under Milana là nằm ở dưới, mình phải tìm được kiểu như là đánh bại ba cái thằng lính của thằng cái con Miranda đó. Miranda đó, Miranda, ba thằng lính này nó nằm ở đâu? Nó không có chấm than là nó không có, không có được. Để đi xuống đây coi thử. Để lên được tầng nữa nè. Ơ trời trời, không phải lên tầng, mình đi qua đây luôn. À đây rồi, trời ơi. Đúng thiệt luôn, may mắn là mình đi qua cái chỗ đó. À. Ui. What the fuck, cái gì đây nè. Tap a cube to be and drop a horizontally mapped sample. À giờ mình phải xài ba lượt á hả? Được thôi, mình sẽ... Không có chuyện gì vậy ta? Khoan. Không, mình muốn nó đi xuống mà sao nó lại đi lên? Cái này căng nha. Đó, có vậy không? What the hell? Cái đó, mình kéo ngang, mình kéo chuột xuống vậy nè. Mà nó lại đi ngang. Giờ mình kéo chuột ngang thì nó có đi lên không? Không. Rồi phải tốn 10 cái diamond mới được luôn. Chết tôi rồi. What the hell? Khoan. Ok, bây giờ mình đã qua được rồi, nhưng mà thật ra đó do mình không mình đọc không có kỹ cái luật. Cái này nó chỉ được kéo ngang thôi, nó không có được kéo dọc xuống. Cái mẹ, game khó vậy. Làm tốn hết 10 kim cương á, làm cái này làm tốn hết 10, mình mới bỏ 10 kim cương ra chơi nó. Con mẹ khó quá. Hay chứ sao mình thấy luôn, mình kéo chuột lên mà nó cũng vẫn đi ngang. Mẹ chết thật. Trời ơi, lại nữa. Gặp cái con hải nước này nữa. Tội đau nha. Trời ơi. Tội đau nha. Quá đau đấy bộ. Chết nè. Chết đi. Một con. Họ lên được 29 luôn à. Rồi, còn hai đồ, hai con nhỏ này nữa. Sao mấy cái gym này toàn là mấy nhỏ gái nó đứng đầu không vậy? Mấy thằng trai nó yếu đuối vậy luôn hả? Lulu. Trời, lại hơi nước nữa nè. Ok. Chà, nó boost cái gì cho mình vậy ta?
Cái này là cái gì? Chắc là giảm đam. Cũng chết luôn nha. Lên level 30 luôn kìa. Con đấy. Rồi một con nữa. Trời con mực cơ. Hay quá, mới lên level 30 nó hồi máu lại chứ không có đuối mấy con mực này đó. Ôi cái chiêu con mực đẹp vậy. Wow. Ok. Ylanda giờ mình chơi với chủ phòng gym nè. Gọi là người đứng, ui nó ba con lận. Chẳng đấy. Rồi là chơi mấy con nước không à, tại nó là water gym mà, cho nên là nó chơi mấy con nước không là đúng rồi. Trời con này mạnh nha. Level 30 nè, hay là ui level 25 nè, mạnh nha. Ôi đau, trời rít luôn. Nó làm một cái rít thốn này. Nữa, chiêu này nữa chắc chết quá. Không được rồi, phải cho máu vào thôi. Một lọ trung bình. Ôi, một lọ trung bình là đầy luôn rồi. Chết đi. 25 thì chắc cái con kia mình của mình trội Anolau này. Sao mấy cái con này ghê vậy? Đúng vậy. À nó bị Paralyzed là kiểu như là bị mất lượt. Nó bị choáng mất lượt mẹ nó rồi. Ôi đau nha. Ôi đau. Ok. Cái này mình phải cho hồi máu một cái chứ. Ok, lên 63 đi. Cho con này khỏe nè, nhìn thấy là biết khỏe rồi. Nhìn thấy là What? 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 Ôi da đau nha. Trời ơi đau nha. Không được rồi, không được rồi, phải xài máu thôi. Muốn con kia một hit á, một hit là gã nha. Trời thôi thôi không được rồi, con này ghê quá. Phải bơm máu cho nó biết bao nhiêu lần nữa đây mới đủ. Không ổn rồi. À, mình có thể escape không? Ok. Mình thua rồi, cái đó mình thua rồi. Giờ mình phải hồi lại xong rồi mình đi đến đó tiếp đây. À, mình thua rồi. Pha đó thua rồi. Trời căng nha. Có làm mấy pha đau nha. Bóp bóp bóp. Trời ơi, mà cái con kia quýnh đuối chứ. Mẹ đâu cần quýnh mạnh như vậy trời. Trời ơi, hàng chi sao mà nó cho mình nâng cấp mấy con Pokemon lên đúng rồi. What the hell. Mình nâng cấp con này lên đi. Dù gì cũng phải nâng mặt luôn. Lên level 25 luôn nè. Một cái skill mới. Cha. Cha này là cancel. Không có chi là lấy mấy chiêu búp nữa đâu. Không cần mấy chiêu búp đó. Giờ mình lấy chiêu nào mình ăn đam mà. Hai mươi lăm thì chắc mình cũng chống chọi được một chút. Trước tiên là mình hạ mấy con này trước. Nửa ống nè. Nó nhiễu cục, nó quyến nè. Phục. Cái này là cockmo nè. Cái này chính xác là cockmo luôn nè. Hay lắm, rít. Hay đấy, đỡ tốn máu.
rít coi. À không rít hả? Không rít thì cũng phải có chừng chết. Chết đủ lắm luôn á. Hên quá, còn 10 giọt. Giờ mình có thể thay pet được mà. Cũng vậy, thay con này ra. Cũng vậy, 25 chơi 25 nè mày. Ok. Nên đau nha. Bị cái này luôn, bị hiệu ứng luôn nha. Ui da, khốn gì trời. Nó quýnh mình trước luôn, nó quýnh mình trước, mình phải recovery cho con mình một cái. Trời ơi, cái con này giờ mình bỏ chi hút máu đi à, chi hút máu yếu. Ừ. Ok. Và cuối cùng cũng thắng ở cái gym này rồi. À, diving in by Chancellor Swimming Water Aqua Blue Dead. Vậy là mình có được một cái gọi là sao ta? Là cái đồ dụng cụ bơi đúng không? Ở đâu rồi? Đây. Đây chỗ lương chúa, hai cái huy chương symbol, đôi giày để giúp mình chạy nhanh hơn. Bây giờ mình có thể đi lặn được không? Lặn trong đây được không? À không được. Ui what, con gì vậy? Stycilian. Thôi chạy, yêu máu quá. Ok, giờ là mình có thể di chuyển được dưới nước rồi. Tụi vừa nhảy xuống có hàng luôn kìa. Stycilian là con sư tử biển Sty. Chạy cho tôi chạy một cái đi. Rồi phải vậy luôn nữa. Muốn gặp thằng kia cũng cực ghê. Ui con mực nè. Chạy, từ mình sẽ bắt sau, mình sẽ bắt nhiều con nó hay hơn nữa. Ok, gặp thằng này cái. Cái gì vậy ba? Sao vậy? Tôi còn có 10 máu mà anh cũng không tha nữa. Anh thiệt là ác độc. Để mày. Mình là bị khắc chế bởi mấy con này nè. Cái con quả này bị khắc chế rồi mít luôn. Quỳ. Rồi thôi tôi escape cái đi ba. Thôi mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ like và subscribe đến cái channel của mình nha. Rồi bye bye bạn. Hey, call.